đại biểu Derby Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp đã đưa ra chứng cứ về một số trường hợp bỏ cọc đấu giá gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây, bao gồm vụ Tân Hoàng Minh tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, đấu giá biển số xe và đấu giá khai thác mỏ cát tại Hà Nội. Ông Hoàng đề xuất cần phải áp dụng các biện pháp cải cách như tăng mức đặt cọc lên cao hơn so với quy định hiện tại, áp dụng chế tài xử phạt vi phạm hành chính hoặc cấm tham gia đấu giá lần tiếp theo để chấm dứt tình trạng này. Đối với vụ việc tại khu đất Thủ Thiêm, Derby Nguyễn Duy Thanh, đoàn Cà Mau đề xuất bổ sung quy định cụ thể để xử lý hình sự đối với các hành vi bỏ cọc đấu giá và có dấu hiệu thao túng, gây rối trật tự, ảnh hưởng xấu đến an ninh kinh tế. Ông Thanh cũng cho rằng bộ luật hình sự cần phải điều chỉnh để phù hợp với hoạt động đấu giá tài sản, tránh tình trạng thổi giá, phá giá và gây ra hệ lụy lớn như những gì đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, Derby Phạm Văn Thịnh, đoàn Bắc Giang lại đề xuất cần phải xem xét một cách cân nhắc việc áp dụng chế tài đối với hành vi bỏ cọc đấu giá. Ông Thịnh lập luận rằng đấu giá là một quan hệ dân sự và trong mọi trường hợp cần phải tôn trọng và bảo vệ quyền của người chúng đấu giá để từ bỏ tài sản hợp pháp của họ. Đề xuất của ông Thịnh là điều chỉnh quy định về mức tiền đặt cọc, ví dụ, khi giá đấu giá được đặt cao gấp đôi giá khởi điểm, thì mức tiền đặt cọc sẽ được điều chỉnh tăng cao hơn và áp dụng lại mỗi khi giá đấu giá tiếp theo cao gấp đôi. Tuy nhiên, quy định này chỉ nên áp dụng cho tài sản nhà nước đưa ra đấu giá, còn các loại tài sản khác không nên áp dụng, ông Thịnh nhấn mạnh. Derby Hân Thị Mỹ Dung, đoàn Long An, đánh giá rằng mức tiền đặt cọc hiện tại, từ 5 đến 20% là phù hợp. Nếu nâng mức này quá cao, có thể làm giảm tính cạnh tranh và ít người tham gia đấu giá tài sản. Bà Dung đề xuất rằng sau một khoảng thời gian nhất định, nếu người chúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài sản, có thể áp dụng biện pháp xử lý hành vi bỏ cọc. Đại biểu Derby Trần Văn Khải, đoàn Hà Nam, đã đề cập đến tình trạng lợi dụng đấu giá làm rối loạn thị trường đất đai hoặc triển khai dự án sau khi chúng đấu giá trì trệ. Ông Khải nhấn mạnh rằng lỗ hổng pháp lý lớn nhất hiện nay là việc xác định năng lực tài chính thực sự của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Để khắc phục tình trạng này, ông Khải đề xuất bổ sung quy định nghiêm cấm người tham gia đấu giá tài sản nếu họ không có đủ nguồn lực tài chính hoặc sử dụng nguồn vốn không minh bạch để tham gia đấu giá. Đề xuất này sẽ dựa trên công việc, nguồn vốn, lịch sử tham gia đấu giá và việc đóng thuế để xác định nguồn lực tài chính của họ. Biện pháp này nhằm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu trong đấu giá quyền sử dụng đất bằng cách sử dụng nguồn vốn không minh bạch, sau đó bỏ cọc hoặc gây bất ổn trên thị trường. Đại biểu Phạm Đức Ấn, đoàn Hà Nội, cho rằng nhiều người sẵn sàng đặt giá cao để nâng cao mặt bằng giá, đặc biệt trong đấu giá bất động sản. Khi kết quả đấu giá đã được công bố và cơ quan định giá đưa ra mức giá thấp hơn, có nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm rất lớn, gây ra sự lúng túng trong việc đưa ra thẩm định giá. Ông Ấn đề nghị Bộ Tư pháp cần hướng dẫn để thu thập và thống kê thông tin của cá nhân và tổ chức tham gia đấu giá để phát hiện những bất thường, và phối hợp với Bộ Công an trong việc điều tra và xử lý các hành vi thông đồng, định giá sai lệch và gian lận ngày càng tinh vi và phức tạp. Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long giải trình ý kiến của Derby bằng việc tiếp tục nghiên cứu các biện pháp xử lý đối với người tham gia đấu giá, bao gồm cả xem xét việc xử lý vi phạm tài chính. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi của các biện pháp này, cần phải xem xét quy định pháp luật một cách cẩn thận và cân nhắc đến đạo đức kinh doanh trong quá trình thực hiện.